quý vị, trong những ngày vừa qua, dư luận đang xôn xao vụ việc một doanh nghiệp tự ý sử dụng logo của nhiều cơ quan nhà nước để tổ chức sự kiện gala chung kết du lịch và tài năng kỷ lục châu Á, lễ hội doanh nghiệp thương hiệu vàng đất Việt, doanh nhân tiêu biểu Việt Nam tại một khách sạn ở phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, trong đó có nội dung vinh danh nhà thơ thế giới. Sau sự kiện này, những thông tin liên quan người phụ nữ được vinh danh nhà thơ thế giới cũng đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong sự kiện này, một phụ nữ được ban tổ chức giới thiệu là nhà thơ thế giới và được vinh danh với hàng loạt danh hiệu khác như Đại sứ quyền năng, Tâm tài đức Việt Nam 2002, Đại sứ trọn đời, Chủ tịch Hội đồng kỷ luật cấp cao Liên minh các nhà thơ thế giới, Phó Chủ tịch Liên minh những người bảo vệ các nhà thơ thế giới, chủ nhiệm nhiều câu lạc bộ thơ trên thế giới và Việt Nam. Dư luận còn quan tâm tới tiểu sử của người phụ nữ này khi trên một trang web giới thiệu trang thơ của bà có ghi là cựu giảng viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay bà đang sống tại thành phố Houston thuộc bang Texas của nước Mỹ. Trao đổi về vấn đề này, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Ngọc Trung cho biết người phụ nữ này từng là giảng viên khoa lịch sử của trường cách đây vài chục năm. Tuy nhiên, bà chỉ giảng dạy khoảng 1 đến 2 năm thì nghỉ việc. Ông Nguyễn Ngọc Trung thông tin thêm, người phụ nữ học ngành lịch sử khóa 1976-1980 sau khi tốt nghiệp thì được giữ lại trường làm việc. Khoảng năm 1981, bà sang Mỹ định cư và không liên lạc gì với trường từ đó cho đến nay. Ở trường, những người từng làm việc chung với bà không ai biết bà làm thơ cho đến khi gần đây có thông tin về nhà thơ thế giới. Theo thông tin trên trang cá nhân của người phụ nữ này và ban tổ chức vinh danh tại lễ trao danh hiệu, nhân vật được vinh danh nhà thơ thế giới sinh tại Bến Tre, sống và làm việc tại Houston, nước Mỹ, nhưng đã trở về Việt Nam sinh sống. Bà đã có 6 tập thơ, đang ấn hành tập thứ 7 và hiện viết đến bài thơ thứ 1742. Các tác phẩm đã in bao gồm Mùa thu tím, Chiều nghiêng nắng quái, Thương nhớ quê nhà, Cái bẫy chuột và miếng phô mai, Ngụ ngôn tình 2, Mùa gió chướng. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang, việc một nhóm người tự lập ra các tổ chức này, tổ chức kia để phong danh hiệu loạn xạ cho những kẻ háo danh theo dạng này không mới. Nó đã xuất hiện từ hàng chục năm nay với kiểu hào hào như vậy. Những thông tin mới nhất về vụ việc này sẽ được báo Thanh Niên tiếp tục cập nhật tại thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để theo dõi sớm nhất những tin tức trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.